cứ có bão là chửi chính quyền. Đã thành tiền lệ, cứ bão đến là các nhà dân chủ lại lên Facebook chửi chính quyền không chăm lo cho dân. Sau màn chửi ấy là những lời kêu gọi ủng hộ, quyên góp tiền bạc với danh nghĩa ủng hộ đồng bào gặp nạn, nhưng thực ra là bon rút rút túi riêng, kết hợp tuyên truyền chống chính quyền. Luận điệu thường thấy của những kẻ này đó là chính quyền không quan tâm đến người dân vùng chịu nạn bão lũ. Tuy nhiên thực tế là trước đó chính quyền đã sử dụng các phương án cụ thể như sơ tán dân, tập trung rằng chống bão, hạn chế mất điện, bảo vệ nhà dân và các công trình công cộng, giữ trật tự và an toàn cho người dân. Trong khi ấy thì các nhà dân chủ chỉ biết kêu than trên mạng. Trên Dân Làm Báo có một cây bút tên Phương Trạch, còn Mặt Dày mượn chuyện cơn bão số 10 với giọng điệu đặt điều đầy ác ý bằng tiêu đề Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Kỳ Anh thăm ai. Trích đoạn của bài viết như sau: cũng cần nhắc với Thủ tướng Phúc là một khi đã đến Kỳ Anh, việc thăm hỏi nhân dân là phụ. Điều cần thiết nhất là phải kiểm tra xem cái anh chàng Formosa của ông bạn vàng bốn tốt sau cơn bão có thiệt hại gì không, để từ đó Đảng và Nhà nước có phương án trợ cấp cụ thể. Trên thực tế, Thủ tướng không hề đến những địa điểm mà Phương Trạch nhấn mạnh trong bài viết. Thủ tướng không đến Formosa mà đến một ngôi trường chịu nạn trong vùng bão lũ để thăm hỏi và gặp gỡ các nạn nhân của trận bão, chỉ đạo cho lực lượng quân đội hỗ trợ người dân, họp với Ủy ban Nhân dân để bàn cách tái tổ chức cuộc sống cho người dân sau bão. Cùng lúc ấy, các nhà dân chủ vẫn chỉ biết ngửa tay xin tiền chứ không hề lao vào giúp dân. Họ coi đó là việc thiết thực hơn việc cứu dân. Như vậy đã quá đủ để nói lên sự khác biệt giữa người làm và kẻ ăn mày trong xã hội. Cơn bão số 10 đi qua đã chứng minh rõ cho chúng ta thấy bản chất tham tiền của các nhà dân chủ.